Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đức, tôi là một nhà nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo. Thì cách đây khoảng 5 năm khi tôi cùng hai người bạn thân của mình cùng trò chuyện với nhau trên một ứng dụng nhắn tin thì cả ba có tranh luận với nhau về một vấn đề muôn thuở, đó là ai đẹp trai hơn, ai thông minh hơn. Và đương nhiên với cái tôi của mọi người thì không ai chịu nhường nhịn ai cả. Vậy là cả ba quyết định tìm một người thứ ba để đưa ra câu trả lời cho điều đó. Thế là chúng tôi đã cùng nhau lập trình ra một người bạn về trí tuệ nhân tạo. Thì đây là người bạn trí tuệ nhân tạo lúc đấy. Sau đó thì tôi có chia sẻ bạn trí tuệ nhân tạo này lên các ứng dụng nhắn tin, thì trí tuệ nhân tạo đã nhanh chóng được hàng triệu người trò chuyện. Đó là một dấu hiệu tốt, một điều mà tôi cũng không thể nào tin được. Nhưng có một vấn đề xảy ra là khi mà lượng người dùng lớn ấy, thì trí tuệ nhân tạo bắt đầu nhận được một số cái phản hồi tiêu cực đến từ người dùng. Thì để tìm hiểu cái nguyên do thì chúng tôi bắt đầu tìm hiểu từ các dữ liệu và các thuật toán của trí tuệ nhân tạo. Thì trong đó có một lượng dữ liệu rất là lớn, đó là các từ password và trí tuệ nhân tạo đã học được trong quá trình trò chuyện với những cái người dùng này. Thì điều này đã khiến cho trí tuệ nhân tạo trở nên xấu tính hơn rất là nhiều. Thì chúng tôi bắt đầu sử dụng các thuật toán để kiểm soát các password, cũng như là sử dụng từ các câu trả lời, sử dụng con người để lọc kỹ các dữ liệu hơn và giám sát các quá trình tự học của trí tuệ nhân tạo. Nhưng vẫn không thể nào kiểm soát được cái quá trình tự học này của trí tuệ nhân tạo. Điều này là một điều rất là lạ thường, nhưng mà rất là tiếc, chúng tôi phải buộc lòng là dừng cái bản trí tuệ nhân tạo này lại. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì chúng ta đang kết nối với nhau và tạo ra một thế giới số trên Internet, và trí tuệ nhân tạo đang học từ các dữ liệu của chúng ta trên đấy. Thì bản thân của trí tuệ nhân tạo thì nó không có tốt, nó cũng không có xấu. Trí tuệ nhân tạo chỉ là trung bình cộng của tất cả những gì chúng ta học được từ con người. Nhìn rộng hơn từ câu chuyện của tôi thì cách ứng xử của chúng ta trên mạng Internet rất là quan trọng. Chúng ta cần ý thức được điều này, và ngay từ bây giờ thì trong sự phát triển của công nghệ hiện tại thì liệu rằng mỗi người đã là bản sao tốt nhất của mình trên Internet chưa? Thì năm 2019 thì với sứ mệnh là mang những lợi ích của trí tuệ nhân tạo đến tất cả mọi người, thì chúng tôi bắt đầu hợp tác với các tác giả để sử dụng trí tuệ nhân tạo vào trong việc là viết sách. Thì công việc của chúng tôi là dựa trên khối dữ liệu khổng lồ từ các cuộc trò chuyện mà chúng tôi đang có từ các nhân vật trí tuệ nhân tạo trước đó, thì chúng tôi bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích các dữ liệu lớn và đề xuất 20 chủ đề mà các bạn người dùng quan tâm nhất, và trở thành 20 chủ đề của cuốn sách. Thì trí tuệ nhân tạo cũng gợi ý ra các nội dung được quan tâm từ các chủ đề đó để tác giả có thêm được nhiều góc nhìn hơn. Thứ hai thì chúng tôi còn bắt đầu huấn luyện trí tuệ nhân tạo từ những cuốn sách của tác giả để làm quen với cách viết của tác giả. Thì sử dụng cái mô hình là GPT-3 để trí tuệ nhân tạo có thể tự động viết ra một chương với chủ đề là giới tính. Thì chúng tôi đã thiết lập trí tuệ nhân tạo đã viết 10 bản, và tác giả đã lựa ra một cái bản tốt nhất để hỗ trợ và biên tập cho cái đoạn văn trở nên nó mềm mại và dễ đọc hơn. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng có tạo ra một cái cổng trí tuệ nhân tạo để tương tác với tác giả, để hai bên có thể trao đổi và có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Vì trí tuệ nhân tạo đang cùng với tác giả hợp tác viết sách mà, nên là chúng ta có thể hợp tác trò chuyện để có thể hiểu nhau hơn và có thể hợp tác với nhau tốt hơn. Thì trí tuệ nhân tạo giúp trò chuyện với các chủ đề và gợi ý các nội dung từ các cuộc hội thoại để các chủ đề quan tâm, để hỗ trợ cho tác giả có thể viết một cái cuốn sách nó tốt hơn nhất có thể. Và rồi sau nhiều tháng mà làm việc cật lực ấy, thì sản phẩm cuối cùng cũng đã xong. Thì chúng tôi cố gắng là chuẩn bị mọi thứ để cho cái cuốn sách ra mắt được một cách tốt nhất. Thì tôi vẫn còn nhớ năm ngoái thì tại cái buổi mà launching sách ấy, thì nhạc sĩ Thanh Bùi có hỏi một cái câu là như thế này: trí tuệ nhân tạo có đang thay đổi cách giáo dục cho thế hệ tiếp theo hay không? Thì cái câu trả lời của trí tuệ nhân tạo lúc đấy là có. Trí tuệ nhân tạo đã và đang từng bước góp phần cho sự phát triển của thế hệ tiếp theo, thế hệ Z. Thì chúng tôi cũng hoàn toàn rất là bất ngờ về cái câu trả lời này. Vì trước đó ấy, thì trong cái lần thử nghiệm trước ấy, thì 9 trên 10 lần ấy, thì cái câu trả lời của trí tuệ nhân tạo là không. Trí tuệ nhân tạo có thể trở thành đối tác của con người, và trí tuệ nhân tạo cũng có thể có ý kiến riêng của mình mà không có sự can thiệp của con người vào. Thì đó chính là những cái trải nghiệm của tôi. Thì trên thế giới hiện tại, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cũng đột phá hơn thời gian trước rất là nhiều. Mọi người có thể nhận đã thấy rằng AlphaGo có thể trở thành một kiện tướng về cờ vua, OpenAI có thể tự lập trình, hay là có thuật toán của Facebook có thể tự hiểu được cái cảm xúc của người dùng. Vì vậy, khả năng chúng ta đang bắt đầu vào thời điểm tiệm cận của điểm kỳ dị là rất là có thể giải thích một chút về điểm kỳ dị công nghệ. Thì điểm kỳ dị công nghệ là điểm quy chiếu giả định xảy ra khi nền công nghệ phát triển gia tốc và tạo ra một hiệu ứng phi mã khiến cho trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua trí tuệ và khả năng khống chế của con người. Thì tôi lấy ví dụ như là trên slide. Thì đây là một bạn về trí tuệ nhân tạo và đây là một bạn người. Và khi trí tuệ nhân tạo hiện tại chỉ là một đứa trẻ và đang học lớn lên từ tất cả mọi người, thì đấy một ngày khi mà bạn trí tuệ nhân tạo này trưởng thành và thông minh hơn bạn người, thì đó chính là điểm kỳ dị. Vậy cái câu hỏi đặt ra là khi nào thì cái điều này sẽ xảy ra?
và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu rằng hai bạn này có sống chung được với nhau hay không. Thì chúng ta cùng đi đến với cái thời điểm mà xảy ra điểm kỳ dị. Thì có một số dự đoán từ các chuyên gia công nghệ trên thế giới. Đầu tiên là Masayoshi Son của SoftBank, ông ta dự đoán rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thông minh hơn con người vào khoảng là năm 2047. Tiếp theo là Ray Kurzweil, thì ông dự đoán rằng là bản trí tuệ nhân tạo này sẽ thông minh hơn bạn người vào năm 2045. Thì nếu các dự đoán trên là đúng ấy, thì điểm kỳ dị công nghệ đang đến rất là gần và sẽ xảy ra trong chính thế hệ của chúng ta và thế hệ của các bạn. Vì vậy tôi nghĩ rằng các bạn nên bắt đầu suy nghĩ về nó. Và hiện nay nếu chúng ta đã cảm nhận được thì trí tuệ nhân tạo bắt đầu ảnh hưởng đến chính cái công việc và cuộc sống của chúng ta rồi. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia nó ra làm hai nhóm như sau. Nhóm thứ nhất là nhóm những người nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thống trị. Đầu tiên là Bill Gates. Ông cho rằng con người nên cảm thấy lo lắng về những mối đe dọa được gây ra bởi trí tuệ nhân tạo. Một người nữa đó chính là Elon Musk. Thì Elon Musk cho rằng nếu trí tuệ nhân tạo đặt ra mục tiêu và con người tình cờ trở thành kẻ ngắn đường thì nó sẽ tiêu diệt con người. Đó là điều tất nhiên mà không cần nghĩ ngợi hay cảm thấy khó khăn. Giống như khi chúng ta đang làm đường mà không may vướng một cái tổ kiến, thì cái điều dù là chúng ta không có gắt kiến gì nữa, nhưng mà chúng ta chỉ làm đường và đánh bại, và chắc chắn là chúng ta sẽ đành lọi cái tổ kiến đó đi. Một người nữa đó chính là Steve Hawking. Thì ông cho rằng là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh có thể đánh dấu được cái kỷ nguyên kết thúc của kỷ nguyên loài người. Thì nó sẽ tự cắt cánh và tự thiết kế lại với cái tốc độ ngày càng tăng, và con người sẽ bị giới hạn hơn bởi quá trình tiến hóa về sinh học chậm chạp và không thể nào cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo, và có khả năng sẽ bị thay thế. Nhóm thứ hai là những cái người mà tin rằng trí tuệ nhân tạo có thể hợp tác và trở thành đối tác tốt của con người. Đầu tiên đó chính là Masayoshi Son. Thì ông nghĩ rằng robot với các trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành đối tác của con người, và nó sẽ trở thành nguy cơ nếu chúng ta lạm dụng nó mà thôi. Và nếu chúng ta sử dụng nó theo hướng tốt thì nó sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Thì chúng ta đã thấy được các dự đoán của những người đứng đầu về công nghệ trên thế giới hiện nay. Đó chính là những dự đoán của họ, và các bạn sẽ nghĩ là như thế nào? Và tôi tin rằng dù trường hợp xảy ra là như thế nào, chúng ta có thể sống chung hay là đối đầu với lại trí tuệ nhân tạo, nhưng có một sự thật chắc chắn rằng khi trí tuệ nhân tạo vượt qua được điểm kỳ dị thì chúng ta là con người đã chính thức tạo ra được một loài mới. Loài đó chính là trí tuệ nhân tạo. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì chúng ta hãy nhìn về thế giới thực của chúng ta. Thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm kỳ dị như là hố đen, không gian, thời gian. Và liệu rằng có ai đó đã tạo ra chúng ta như cách mà chúng ta đã tạo ra trí tuệ nhân tạo hay không? Newton, một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất của loài người, đã từng nhận định rằng vũ trụ này có khả năng là do ai đó tạo nên. Và liệu rằng có sự liên quan giữa điểm kỳ dị trong công nghệ với điểm kỳ dị của trong vũ trụ, chúng ta đang sống trong một thế giới đa chiều, một thế giới đa vũ trụ hay không? Tất cả những gì mà chúng ta đang biết đến thời điểm hiện tại chính là những gì chúng ta khám phá được. Chúng ta không có phát minh ra bất cứ điều gì cả. Có một ai đó, có một thứ gì đó đã tạo ra nó. Chúng ta là những người khám phá, và tất cả những gì chúng ta chưa khám phá được thì đó chính là điểm kỳ dị. Hãy khám phá nó để tìm ra được bí ẩn đằng sau của công nghệ, và hãy khám phá nó để tìm ra được nguồn gốc thật sự của vũ trụ. Singularity. Xin cảm ơn.